Có thể nói là vô vi mà vô bất vi, vĩnh viễn được nghỉ ngơi, như vậy thì sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn pháp môn bát nhã đến bờ kia. Bồ Tát thị hiện nghiệp tạo ra của tất cả thế gian, giáo hóa chúng sinh mà chẳng nhàm mỏi, tùy theo tâm ưa thích của họ mà hiện thân, tất cả sự tu hành đều chẳng nhiễm trước, hoặc hiện phàm phu, hoặc hiện thánh nhân, hoặc hiện sinh tử, hoặc hiện niết bàn, khéo quan sát tất cả việc làm, thị hiện tất cả các sự trang nghiêm mà chẳng tham trước, khắp vào các cõi độ thoát chúng sinh, đó là thanh tịnh phương tiện ba la mật. Bồ Tát thị hiện hết thảy nghiệp làm của tất cả thế gian, giáo hóa chín pháp giới tất cả chúng sinh, chẳng có tư tưởng nhàm mỏi, tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà vì họ hiện thân nói pháp. Bồ Tát tu tất cả hạnh môn đều lìa khỏi pháp nhiễm ô, mà chẳng có sự chấp trước, hoặc thị hiện thân phàm phu để giáo hóa chúng sinh, hoặc thị hiện thân thánh nhân để giáo hóa chúng sinh, dùng việc phàm phu làm và việc thánh nhân làm để ảnh hưởng đến chúng sinh phát tâm bồ đề. Có lúc thị hiện sinh tử để giáo hóa chúng sinh, có lúc thị hiện niết bàn để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát khéo quan sát việc làm của tất cả chúng sinh, hay thị hiện việc trang nghiêm đạo tràng của tất cả cõi nước chư Phật. Tùy hay trang nghiêm mà chẳng tham trước, lại hay vào khắp các cõi để độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, như vậy sẽ thành tựu thanh tịnh viên mãn pháp môn phương tiện đến bờ kia. Bồ Tát thành tựu hết tất cả chúng sinh, trang nghiêm hết tất cả thế giới, cúng dường hết tất cả chư Phật, thông đạt hết các pháp chẳng chướng ngại, tu hành hết các hạnh khắp pháp giới, thần luân trụ hết kiếp thuở vị lai, trí biết hết tất cả tâm niệm, giác ngộ hết pháp lưu truyền hoàn diệt, thị hiện hết tất cả cõi nước, chứng được hết trí huệ của Như Lai, đó là thanh tịnh được nguyện ba la mật. Bồ Tát có thể thành tựu hết tất cả chúng sinh đắc được giải thoát, lại trang nghiêm hết tất cả thế giới được thanh tịnh viên mãn, lại cúng dường hết mười phương chư Phật, lại thông đạt hết tất cả tạng pháp chẳng chướng ngại, lại tu hành hết hạnh môn khắp pháp giới, lại thường trụ vô lượng kiếp cho đến thuở vị lai để giáo hóa chúng sinh. Trí huệ của Bồ Tát rộng lớn, biết hết tâm niệm của tất cả chúng sinh nghĩ gì, lại giác ngộ hết môn lưu chuyển sinh tử và môn hoàn diệt niết bàn. Môn lưu chuyển tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đây là pháp tắc sinh tử 12 nhân duyên. Môn hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt là thức diệt, thức diệt là danh sắc diệt, danh sắc diệt là lục nhập diệt là xúc diệt là thọ diệt là ái diệt là thủ diệt là hữu diệt là lão tử diệt. Cho nên người tu đạo phải diệt trừ vô minh, nếu chẳng có vô minh thì chẳng có sinh tử, sẽ thoát khỏi ba cõi. Bồ Tát thị hiện hết tất cả cõi nước chư Phật, lại chứng được hết trí huệ của Phật, như vậy sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn pháp môn nguyện đến bờ kia. Bồ Tát đầy đủ sức tâm sâu vì chẳng có tạp nhiễm, đầy đủ sức tin sâu vì không thể thôi phục, đầy đủ sức đại bi vì không sinh nhà mỏi, đầy đủ sức đại từ vì sở hành đều bình đẳng, đầy đủ sức tổng trì vì dùng phương tiện trì tất cả nghĩa, đầy đủ sức biện tài vì khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ mãn túc, đầy đủ sức ba la mật vì trang nghiêm đại thừa, đầy đủ sức đại nguyện vì vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt, đầy đủ sức thần tông vì sinh ra vô lượng, đầy đủ sức gia trì vì khiến cho tiên hiểu lãnh thọ, đó là thành tịnh được định lực ba la mật. Bồ Tát tu hành đầy đủ tâm thành tịnh, chẳng có tâm nhiễm ô. Tâm thành tịnh thì có trí huệ, tâm nhiễm ô thì có ngu si. Ngu si là từ vô minh mà ra. Phàm là đầy đủ sức thâm tâm thì chẳng có mọi tư tưởng tạp nhiễm, lại đầy đủ sức tin sâu, bất cứ gặp ai đến phỉ báng Phật pháp hoặc phá hoại Phật pháp cũng chẳng bị họ thôi phục, lại đầy đủ sức tâm đại bi, giáo hóa chúng sinh chẳng sinh tâm mỏi nhàm, lại đầy đủ sức tâm đại từ, đối với chúng sinh sở hành sở tác một luật bình đẳng, lại đầy đủ sức đồng trì, đồng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, hay dùng phương tiện nói đạo lý tất cả các pháp, lại đầy đủ sức biện tài hay khiến cho tất cả chúng sinh đều đại hoan hỷ mà mãn túc, lại đầy đủ sức mười ba la mật hay trang nghiêm đại thừa tất cả Phật pháp, lại đầy đủ sức đại nguyện vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt đại nguyện mình đã phát ra, lại đầy đủ sức thần thông sinh ra vô lượng thần thông, lại đầy đủ sức gia trì khiến cho tất cả chúng sinh đều tin hiểu mà lãnh thọ nghĩa lý Phật pháp.
như vậy sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn pháp môn lực đến bờ kia. Bồ Tát biết hành giả tham dục, biết hành giả sân hận, biết hành giả ngu si, biết hành giả đẳng phần, biết hành giả bậc tu học trong một niệm, biết vô lượng hạnh của chúng sinh, biết vô lượng tâm của chúng sinh, biết tất cả pháp chân thật, biết tất cả lực của Như Lai, khắp giác ngộ môn pháp giới. Đó là thanh tịnh được trí Ba La Mật. Bồ Tát biết sự tham muốn dâm dục của chúng sinh, đã dùng pháp môn quán bất tịnh để giáo hóa họ, khiến cho tâm được thanh tịnh. Đối với chúng sinh có tâm sân hận thì khiến cho họ sinh tâm từ bi. Đối với người chẳng nổi giận thì tu pháp môn nhẫn nhục sẽ thành tựu có hàm dưỡng công phu. Đối với chúng sinh ngu si thế nên dùng pháp môn nhân duyên để giáo hóa họ. Vì chúng sinh làm việc sai lầm mà chẳng biết, cho nên phải nhờ thiện tri thức chỉ dẫn mới có thể sửa lỗi làm mới y pháp tu hành. Đối với chúng sinh đẳng phần, tham sân si ba độc đầy đủ thì phải dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa họ, khiến cho họ biết tham sẽ bị đọa địa ngục, sân có thể làm ngạ quỷ, si sẽ đọa làm súc sinh. Biết chúng sinh bậc tu học pháp môn nào, tham tánh ra sao, phải có trí huệ mới tùy cơ nói pháp để giáo hóa chúng sinh hành Bồ Tát đạo. Có thể trong một niệm biết được vô biên chúng sinh làm gì, thực hành những gì, lại biết được trong tâm của chúng sinh nghĩ gì, lại biết được bản thể của tất cả pháp là chân thật, lại biết được mười lực của Phật, khắp giác ngộ hết thảy pháp của pháp giới. Như vậy sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn pháp môn trí huệ đến bờ kia. Mười pháp môn Ba La Mật này mà tu viên mãn thì sẽ chứng nhập địa vị thập địa, thành tựu đàn bố thí Ba La Mật thì chứng nhập hoan hỷ địa, thành tựu trì giới Ba La Mật thì chứng nhập ly cấu địa, thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật thì chứng nhập phát quang địa, thành tựu tinh tấn Ba La Mật thì chứng nhập diệm huệ địa, thành tựu thiền Ba La Mật thì chứng nhập nan thắng địa, thành tựu bát nhã Ba La Mật thì chứng nhập hiện tiền địa, thành tựu phương tiện Ba La Mật thì chứng nhập viễn hành địa, thành tựu lực Ba La Mật thì chứng nhập thiện huệ địa, thành tựu trí Ba La Mật thì chứng nhập pháp vân địa. Phật tử, khi Bồ Tát thành tịnh các Ba La Mật như vậy, khi viên mãn các Ba La Mật, khi chẳng xả bỏ các Ba La Mật, thì trụ ở trong Bồ Tát Thừa Đại Trang Nghiêm tùy theo sở niệm của tất cả chúng sinh, đều vì họ nói pháp khiến cho tăng trưởng nghiệp thanh tịnh mà được độ thoát. Bồ Tát Pháp Huệ đối với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, khi tu hành thành tựu thanh tịnh mười pháp Ba La Mật này, khi viên mãn mười pháp Ba La Mật này, khi chẳng xả bỏ mười pháp Ba La Mật này, thì trụ ở trong Bồ Tát Thừa Đại Trang Nghiêm tùy theo sở niệm của tất cả chúng sinh, đều vì họ nói pháp khiến cho chúng sinh tăng thêm nghiệp thanh tịnh, viên mãn tâm Bồ Đề mà được thoát khỏi khổ trong ba cõi. Kẻ đọa vào đường ác thì khiến cho họ phát tâm, kẻ ở trong hoạn nạn thì khiến cho họ sinh tinh tấn. Chúng sinh nhiều tham lam thì chỉ bày pháp không tham, chúng sinh nhiều sân hận thì khiến cho họ hành pháp bình đẳng, chúng sinh chấp trước tà kiến thì vì họ nói pháp duyên khởi, chúng sinh cõi dục thì dạy họ pháp lìa dục sân hận, các điều ác không thiện, chúng sinh cõi sắc thì vì họ tuyên nói pháp tỷ bát xá na, chúng sinh cõi vô sắc thì vì họ tuyên nói trí huệ vi diệu. Hàng nhị thừa thì dạy họ hạnh vắng lặng, người yêu đại thừa thì vì họ nói mười lực trang nghiêm rộng lớn. Bất cứ là ai nếu chẳng tu hành thì sẽ đọa vào ba đường ác, phàm là chúng sinh đọa lạc vào ba đường ác thì khiến cho họ phát tâm Bồ Đề mới có thể thoát khỏi. Gì là ba đường ác? Tức là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, chúng sinh trong tất cả tai nạn, thì khiến cho họ tu pháp tinh tấn Ba La Mật, dụng công tu tập, sẽ có trí huệ, có thể sẽ tiêu tai hoạn nạn. Đối với chúng sinh nhiều tham lam, thì chỉ bày pháp không tham lam, không tham tài đó là thanh liêm, không tham sắc đó là thanh tịnh, không tham danh đó là thanh cao, cũng chẳng tham ăn, cũng chẳng tham ngủ. Bồ Tát dùng thân làm khuôn phép, làm mô phạm cho họ. Đối với chúng sinh nhiều sân thì khiến cho họ tu quán từ bi, hành pháp bình đẳng, ta người cùng một thể. Đối với chúng sinh chấp trước tà kiến thì vì họ nói đủ thứ pháp môn nhân duyên sinh khởi. Đối với chúng sinh cõi dục thì dạy họ xa lìa tâm dâm dục, tâm sân hận, tất cả các điều ác không thiện. Đối với chúng sinh cõi sắc thì vì họ nói pháp môn trì quán, khiến cho họ lìa khỏi điên đảo. Đối với chúng sinh cõi vô sắc thì vì họ nói pháp môn trí huệ vi diệu. Đối với hàng nhị thừa thanh văn duyên giác thì dạy họ hạnh môn vắng lặng. Đối với đại thừa Bồ Tát thì vì họ nói pháp mười được rộng lớn trang nghiêm của Phật.
Như Bồ Tát thuở xưa phát tâm, thấy vô lượng chúng sinh đọa vào các đường ác, bèn làm sư tử hống nói như vậy: ta sẽ dùng đủ thứ pháp môn, tùy nghi để độ thoát họ. Bồ Tát đầy đủ trí huệ như vậy, hay độ thoát tất cả chúng sinh. Giống như Bồ Tát thuở xưa lúc phát tâm Bồ Đề, thấy vô lượng vô biên chúng sinh đọa vào trong ba đường ác, đã từng làm đại sư tử hống nói như vậy: hiện tại ta đã phát tâm Bồ Đề, nên dùng đủ thứ pháp môn tùy thuận nhân duyên của chúng sinh mà độ thoát chúng sinh thoát khỏi ba đường ác. Bồ Tát đầy đủ trí huệ như vậy, khắp rộng độ chúng sinh thọ khổ, khiến cho được giải thoát. Phật tử, Bồ Tát đầy đủ trí huệ như vậy, khiến cho hạt giống tam bảo vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Đệ tử của Phật, Bồ Tát đầy đủ đại trí huệ, hay khiến cho hạt giống tam bảo Phật Pháp Tăng vĩnh viễn liên tục mà chẳng đoạn tuyệt. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát giáo hóa các chúng sinh phát tâm Bồ Đề, khiến cho hạt giống Phật không dứt. Thường vì chúng sinh khai triển Pháp Tạng, cho nên khiến cho hạt giống Pháp không dứt, kéo giữ giáo Pháp không trái nghịch, cho nên khiến cho hạt giống Tăng không dứt. Làm thế nào để khiến cho hạt giống tam bảo không đoạn tuyệt? Đại Bồ Tát trong Bồ Tát thường giáo hóa tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, do đó cho nên khiến cho hạt giống Phật chẳng dứt. Bồ Tát thường vì tất cả chúng sinh khai diễn diễn minh đạo lý tất cả tạng Pháp, vì vậy cho nên khiến cho tất cả hạt giống Pháp chẳng dứt. Bồ Tát khéo giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng trái nghịch với Phật Pháp, do đó cho nên khiến cho hạt giống Tăng chẳng dứt. Lại nữa, hay khen ngợi tất cả đại nguyện, cho nên hay khiến cho hạt giống Phật chẳng dứt. Phân biệt dễ nói Pháp nhân duyên, cho nên hay khiến cho hạt giống Pháp chẳng dứt. Thường xuyên tu tập Pháp lục hòa kính, cho nên hay khiến cho hạt giống Tăng chẳng dứt. Lại nữa, Bồ Tát hay khen ngợi tán thán đại nguyện của tất cả chư Phật đã phát ra, vì vậy cho nên hay khiến cho hạt giống Phật chẳng dứt. Bồ Tát hay phân biệt dễ nói đạo lý Pháp nhân duyên, vì vậy cho nên hay khiến cho hạt giống Pháp chẳng dứt. Bồ Tát thường tu tập Pháp lục hòa kính, tức là giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Vì vậy cho nên khiến cho hạt giống Tăng chẳng dứt. Lại nữa, ở trong ruộng chúng sinh gieo hạt giống Phật, cho nên hay khiến cho hạt giống Phật chẳng dứt. Hộ trì chánh Pháp chẳng tiếc thân mạng, cho nên hay khiến cho hạt giống Pháp chẳng dứt. Thống lý đại chúng chẳng mệt mỏi, cho nên hay khiến cho hạt giống Tăng chẳng dứt. Lại nữa, Phật là từ trong ruộng chúng sinh sanh ra, ở trong ruộng đất chúng sinh gieo xuống hạt giống Phật phát tâm Bồ Đề, vì vậy cho nên hay khiến cho hạt giống Phật chẳng dứt. Bồ Tát dùng trí huệ và thần thông để hộ trì chánh Pháp, thậm chí hy sinh thần mạng cũng chẳng tiếc, vì vậy cho nên hay khiến cho hạt giống Pháp chẳng dứt. Trong tăng đoàn phải có người trụ trì thì mới có quy củ, mới trật tự, bằng không thì sẽ tạp loạn. Bồ Tát thống lý đại chúng chẳng mệt mỏi, vì vậy cho nên khiến cho hạt giống Tăng chẳng dứt.